Xin chào các em đã đến với bài học ngày hôm nay. Ở tiết trước, cô có giao bài tập cho các em về nhà làm. Thì hôm nay, kiểm tra bài cũ của cô cũng sẽ là câu hỏi đó. Em hãy kể tên 5 đồ dùng sử dụng năng lượng điện và năng lượng chất đốt trong gia đình em. Đối với nguồn năng lượng điện, chúng ta có các đồ dùng thiết bị như sau. Đầu tiên đó là máy vi tính. Thứ hai, máy điều hòa hay còn gọi là máy lạnh. Thứ ba, tủ lạnh. Thứ tư, tivi. Thứ năm, lò vi sóng. Ngoài các đồ dùng thiết bị trên, chúng ta có thể kể đến một số đồ dùng thiết bị sau đây. Điện thoại, quạt trần, quạt máy, bàn ủi, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, vân vân. Còn đối với năng lượng chất đốt thì chúng ta sẽ bắt gặp một số đồ dùng thiết bị như sau. Đầu tiên là bếp ga, tiếp theo bật lửa, thứ ba sẽ là bếp than, thứ tư là bàn ủi than, thứ năm là xe máy. Ngoài các đồ dùng thiết bị trên, chúng ta còn có sử dụng bếp côn, bếp củi trong năng lượng chất đốt. Các em có thể quan sát hình ảnh và nêu hiện tượng lãng phí điện. Và để hạn chế lãng phí điện năng thì chúng ta cần phải làm gì? Trong hình bên, các em có thể thấy là máy vi tính khi không có người sử dụng vẫn mở và đèn trong phòng không có ai vẫn mở. Để hạn chế được tình trạng đó thì chúng ta có thể tắt máy vi tính khi không còn sử dụng hoặc tắt đèn khi không còn ở trong phòng. Để hiểu rõ hơn vấn đề đó, chúng ta đi qua tìm hiểu bài số 2 sử dụng năng lượng trong gia đình, tiết 2. Các em hãy quan sát hình và cho cô biết vì sao những việc làm trong hình lại gây lãng phí điện năng. Như các em có thể thấy, hình A là trời sáng nhưng không tắt đèn. Hình B, mãi nói chuyện điện thoại không đóng cửa tủ lạnh. Hình C, bật tivi ngồi đọc báo. Do đó, để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thì chúng ta sẽ đi qua phần 2.2, biện pháp tiết kiệm năng lượng điện trong gia đình. Dựa vào ba hình mà các em quan sát ở trên, hãy nêu cho cô biết biện pháp giúp tiết kiệm năng lượng. Đối với hình A, trời sáng nhưng vẫn mở đèn ngủ. Thì biện pháp giúp tiết kiệm năng lượng là gì? Đó chính là không mở đèn khi không cần sử dụng. Ngoài ra, chúng ta còn có thể mở cửa sổ, mở cửa phòng khi trời đang sáng để cho ánh nắng mặt trời chiếu vào, giúp cho căn phòng chúng ta sáng hơn. Còn đối với hình B, mãi mê nói chuyện điện thoại mà lại quên đóng cửa, tủ lạnh. Thì theo em, biện pháp giúp tiết kiệm năng lượng là gì? Đó chính là chúng ta không nên mở cửa tủ lạnh quá nhiều khi không sử dụng. Hoặc chúng ta có thể đóng cửa tủ lạnh lại và nói chuyện điện thoại sao? Còn đối với hình số 3, vừa đọc báo vừa xem tivi. Đó chính là chúng ta nên tắt tivi nếu không sử dụng. Vì khi chúng ta ngồi đọc báo thì chúng ta sẽ không có thể nào quan sát tivi đang
chiếu phim gì hoặc đang diễn ra những sự kiện gì trên TV, và chúng ta cũng sẽ không nghe lắng nghe được kỹ những nội dung trên TV phát, cũng như chúng ta sẽ không tập trung vào việc đọc báo, thì chúng ta nên tắt TV. Chúng ta chỉ nên làm một việc thôi. Vậy theo như các em, làm cách nào để tiết kiệm năng lượng trong gia đình? Đó chính là tắt điện khi không dùng, sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, chúng ta nên để chế độ phù hợp đối với máy lạnh, máy điều hòa trong nhà. Không nên mở nhiệt độ quá cao hoặc mở nhiệt độ quá thấp. Đối với nhiệt độ môi trường bên ngoài là 30 độ C thì chúng ta mở ở nhiệt độ 25-26 độ là hợp lý. Chúng ta nên tận dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió để cho căn phòng của chúng ta sáng hơn và thoáng mát hơn. Biện pháp tiết kiệm năng lượng điện trong gia đình thì chúng ta sẽ có một số biện pháp tiết kiệm như sau. Đầu tiên, chúng ta chỉ sử dụng điện khi cần thiết. Tắt các đồ dùng thiết bị điện khi không sử dụng, để chế độ sử dụng phù hợp. Thứ hai, thay thế các đồ dùng điện thông thường bằng các đồ dùng tiết kiệm điện. Thứ ba, tận dụng gió, năng lượng mặt trời để giảm bớt việc sử dụng các đồ dùng điện. Tương tự đó, chúng ta sẽ đi qua tìm hiểu phần 2.3, biện pháp tiết kiệm năng lượng chất đốt trong gia đình. Các em hãy quan sát hình và giả sử như chúng ta cùng chế biến một món ăn, thì theo em trường hợp nào giúp tiết kiệm năng lượng? Và vì giải thích cho cô vì sao. Đối với hình 1 là chúng ta cùng nấu một món ăn với lửa, một bên thì nấu với lửa to, một bên thì chúng ta chỉ nấu với lửa vừa. Thì theo em trường hợp nào giúp tiết kiệm năng lượng chất đốt và giải thích vì sao. Còn đối với hình 2, một bên chúng ta sẽ sử dụng bếp kiềng để đun nấu, một bên chúng ta sẽ sử dụng bếp cải tiến để đun nấu. Vậy theo em, trường hợp nào giúp tiết kiệm năng lượng chất đốt và giải thích cho cô vì sao? Đáp án đó chính là... Đối với hình 1 thì chúng ta sẽ có nấu ăn với lửa vừa thì sẽ giúp tiết kiệm năng lượng chất đốt hơn. Khi chúng ta sử dụng bếp dầu với lửa quá lớn sẽ khiến cho năng lượng thất thoát ra môi trường xung quanh rất nhiều. Điều đó sẽ làm cho nhiên liệu của chúng ta hao tổn. Nên điều chỉnh ngọn lửa ở vừa với diện tích đáy nồi là phù hợp nhất, nó sẽ giúp tiết kiệm được năng lượng thất thoát ra bên ngoài. Và chúng ta nên sử dụng bếp cải tiến. Vì khi chúng ta sử dụng bếp cải tiến thì sẽ giúp cho tiết kiệm năng lượng chất đốt, do hơi nóng ít bị thất thoát ra môi trường bên ngoài. Dùng bếp cải tiến còn giảm bớt được khói bụi và hạn chế tình trạng gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Vậy theo như các em thì làm cách nào để tiết kiệm năng lượng chất đốt trong gia đình mình? Đầu tiên, khi nấu ăn thì các em nên bật lửa ở chế độ phù hợp. Phù hợp ở đây là sao? Ví dụ khi các em nấu nồi nhỏ thì các em không nên chỉnh ngọn lửa quá lớn, vì như vậy thì nguồn năng lượng sẽ bị thất thoát ra bên ngoài môi trường, nó sẽ dẫn đến tình trạng hao ga. Do đó em nên chỉnh nhiệt độ lửa vừa hoặc nhỏ phù hợp với diện tích đáy nồi mình đang sử dụng. Tiếp đến, sau khi chúng ta nấu ăn xong thì chúng ta nên tắt bếp ngay sau khi không còn sử dụng nữa. Cuối cùng, chúng ta nên sử dụng những loại thiết bị tiết kiệm chất đốt. Tóm lại thì biện pháp tiết kiệm năng lượng chất đốt sẽ gồm 3 biện pháp sau đây. Biện pháp thứ nhất,
điều chỉnh ngọn lửa khi đun nấu sao cho phù hợp. Thứ hai, tắt thiết bị ngay khi không còn sử dụng. Thứ ba, sử dụng các đồ dùng thiết bị có tính năng tiết kiệm năng lượng chất đốt. Để cùng tổng kết bài thì cô và các em cùng qua phần luyện tập. Đầu tiên đến với câu hỏi thứ nhất. Trong hình ảnh sau đây, chi tiết nào thể hiện sự lãng phí năng lượng? Chi tiết nào thể hiện sự tiết kiệm năng lượng? Các em có thể quan sát trong hình 4 bức ảnh. Đầu tiên chúng ta có thể thấy ngay phần góc học tập và góc làm việc thì chúng ta lại bật máy điều hòa hay còn gọi là máy lạnh. Trong khi đó cửa thì chúng ta đang mở cửa sổ, thì như vậy sẽ dẫn đến tình trạng năng lượng thất thoát ra bên ngoài nhiều. Tiếp theo, hình thứ hai chúng ta có thể thấy là chúng ta mở cửa tủ lạnh không đóng lại khi chúng ta không còn sử dụng nữa, thì nguồn điện, nguồn hơi lạnh trong tủ lạnh sẽ thoát ra ngoài dẫn đến tình trạng lãng phí điện. Hình thứ ba, các em có thể thấy là chúng ta tắt các thiết bị điện phát sáng và chúng ta mở cửa sổ để lấy ánh nắng mặt trời chiếu vào, giúp cho căn phòng của chúng ta sáng hơn. Hình cuối cùng, đây là một hiện tượng gây lãng phí nguồn điện khi chúng ta mở TV nhưng không có ai xem. Đến với câu hỏi thứ hai thì các em hãy cho cô biết vì sao những cách làm dưới đây giúp tiết kiệm chất đốt. Đối với thực phẩm ức thì chúng ta sử dụng nồi lớn. Đối với hình số 2, lượng thực phẩm đó thì chúng ta sẽ sử dụng nồi nhỏ hơn. Đối với hình số 3, dùng kiềm chắn gió cho bếp ga. Đối với hình thứ 4, ngâm đậu trước khi nấu mềm. Các em hãy suy nghĩ và giải thích cho cô vì sao các hình dưới đây giúp tiết kiệm chất đốt. Do đó, các em có thể quan sát hình và thấy hình đầu tiên là thực phẩm quá ít, nhưng chúng ta lại sử dụng một cái nồi quá lớn. Còn hình thứ hai, cũng lượng thực phẩm ít đó thì chúng ta nên sử dụng nồi nhỏ hơn. Lý do vì sao sử dụng nồi nhỏ giúp chúng ta tiết kiệm nguồn năng lượng đó chính là khi chúng ta sử dụng nồi lớn sẽ khiến cho tiêu tốn nhiều năng lượng để làm nóng nồi. Do đó, dùng nồi nhỏ sẽ phù hợp với lượng thực phẩm trên và giúp chúng ta tiết kiệm nguồn năng lượng hơn. Vì sao sử dụng kiềm chắn gió cho bếp ga lại giúp tiết kiệm năng lượng chất đốt? Đó chính là khi chúng ta sử dụng kiềm chắn gió thì khi chúng ta đun nấu, nó sẽ giúp chúng ta hạn chế tình trạng hơi nóng thất thoát ra bên ngoài. Còn đối với hình cuối cùng, tại sao trước khi nấu chúng ta phải ngâm đậu cho mềm? Chúng ta ngâm đậu cho mềm trước khi nấu thì nó sẽ giúp chúng ta giảm thời gian đun nấu, do đó chúng ta sẽ tiết kiệm được nguồn năng lượng chất đốt. Sau đây là nội dung ghi bài, các em hãy mở tập để ghi bài cho cô. Đối với các tiêu đề, các em ghi bằng mực đỏ và nội dung bài các em ghi bằng mực xanh. Ở tiết học ngày hôm nay, chúng ta học tổng cộng gồm 2 phần. Đầu tiên là phần 2.2, biện pháp tiết kiệm năng lượng điện trong gia đình. Thì chúng ta sẽ có một số biện pháp tiết kiệm năng lượng trong gia đình như sau. Đầu tiên, chúng ta chỉ sử dụng điện khi cần thiết, tắt các đồ dùng điện khi không sử dụng.
điều chỉnh hoạt động của các đồ dùng ở mức vừa đủ dùng. Thứ hai, thay thế các đồ dùng điện thông thường bằng các đồ dùng tiết kiệm điện. Thứ ba, tận dụng gió, ánh sáng tự nhiên và năng lượng mặt trời để giảm bớt việc sử dụng các đồ dùng điện. Các em hãy ghi bài phần 2.2 này vào tập. Tiếp đó, chúng ta sẽ qua phần 2.3, biện pháp tiết kiệm năng lượng chất đốt trong gia đình. Một số biện pháp tiết kiệm năng lượng chất đốt trong gia đình như sau. Đầu tiên, đó chính là điều chỉnh ngọn lửa khi đun nấu phù hợp với diện tích đáy nồi và phù hợp với món ăn. Thứ hai, tắt thiết bị ngay khi sử dụng xong. Thứ ba, sử dụng các loại đồ dùng, thiết bị có tính năng tiết kiệm năng lượng chất đốt. Các em có thể ghi phần 2.3 vào tập. Đây là bài tập về nhà cô dành cho các em. Các em hãy kể những hành động tiết kiệm điện mà các em có thể thực hiện ở gia đình mình hoặc ở lớp học ở tiểu học. Các em hãy làm phần bài tập này vào trong vở của mình. Tiết sau cô sẽ kiểm tra câu hỏi này. Các em về học bài để tuần sau, tuần thứ 5, chúng ta sẽ kiểm tra đánh giá thường xuyên lần 1. Nội dung của bài kiểm tra sẽ bao gồm 2 phần. Phần đầu tiên đó là nội dung bài ghi có trong bài 1 và bài 2. Và nội dung thứ 2 sẽ gồm các phiếu học tập xuất hiện trong video của bài 1 và bài 2. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các em. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.